Bà ơi, mọi người vẫn nói là cửa hàng của bà là cháo quát cháo chửi, thì bà có giải thích gì về cái điều này không ạ? Coi như là không phải là cháo quát cháo chửi con ạ, mà là ngày nọ là đông khách quá thì là nhà báo Sài Gòn người ta ghi là cháo quát cháo chửi, ý là cháo quát cháo chửi nhưng vẫn đông khách chứ không phải là quát chửi. Quát chửi làm sao được, mọi người thấy ăn một lúc vài người ăn đây cũng 300 người, những hội đã ăn hàng triệu, vài triệu. Con không bao giờ u để chửi khách, mà con mắng thì mắng người làm thôi, không bao giờ chửi khách. Anh có tài nhưng anh phải có đức, anh có tài anh không có đức mà vứt đi. Lúc nào phải có tài phải có đức để làm ăn sạch sẽ, vệ sinh. Không bao giờ nhà u thờ mẫu thờ Phật. Phải làm lúc nào phải ngon lành tử tế. Công nhân nó làm mình thì u mắng thôi. Mắng người làm nó ra được, mắng người làm ta đành có phải hai trăm mắng người làm là người ăn. Ăn là phải tôn trọng người ăn. U không bao giờ mắng người ăn. Lúc nào cũng phải tôn trọng trọng người ăn. Người quý người ta ăn người ta đến thì mới lấy hàng. Mắng